Kính thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán giả và xin chào Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại chương trình chuyện dài nhân dân tự vệ, tức là COVID-19. Hiện nay tình trạng COVID-19 đã gia tăng tại Hoa Kỳ và các cái chuyên viên mà đặc trách về vấn đề COVID, đặc biệt là cơ quan bài dịch liên bang CDC nói rằng cái con biến thể phụ của Omicron, tức là AB5, được coi như là một trong những cái con virus mà nó lây lan nhanh chóng nhất, mặc dù nó không có nguy hiểm, nó không có thể làm chết người, nhưng mà đối với những người có bệnh nền hay là những người mà có tình trạng miễn nhiễm thấp thì có thể bị ảnh hưởng. Hiện nay thì cái số lượng người bị COVID cũng đã gia tăng, nhưng đó là theo cái con số dữ kiện được ghi nhận bởi chính quyền. Còn cái số lượng những người mà thử nghiệm tại nhà, tại gia đó, thưa quý vị, chúng ta mua gọi là cái fast test, cái xét nghiệm nhanh đó, chỉ trong vòng 15-20 phút là chúng ta có thể biết kết quả là mình bị có bị dương tính hay không, thì cái số lượng nó cũng rất là cao. Và ngay cả chính nơi chúng ta ở là quận Cam, thì hôm 15 tháng 7, Bộ Y tế Công cộng quận Cam cũng tuyên bố là theo cái tiêu chuẩn của CDC, thì họ đã nâng cái mức độ báo động về sự lây nhiễm COVID ở tại quận Cam cũng lên tới cái mức độ gọi là cao. Căn cứ lên trên cái số lượng người khai báo là họ bị lây nhiễm và căn cứ lên trên số người phải đi vào bệnh viện. Và quận Cam cũng đã đưa ra những khuyến cáo là chúng ta nên đeo khẩu trang mỗi khi đi tới những nơi đông đúc và nên giữ cái khoảng cách xã hội với những người không phải là người thân trong gia đình. Nếu chúng ta đi ra người ấy, chúng ta tiếp cách những người xa lạ, chúng ta nên cách giữ cái khoảng cách. Một cái vấn đề là tại Chicago cũng vậy đó. County của Chicago cũng đã công bố hồi tuần qua là cái mức độ lây nhiễm COVID cũng được coi là cao, và cái người ủy viên đặc nhiệm, bác sĩ đặc nhiệm về vấn đề COVID của thành phố Chicago đã nói rằng là không có cái lý do gì mà người dân để cho cái tình trạng COVID nó kiểm soát đời sống của mình, và do đó họ cũng yêu cầu những người dân nên tự nguyện đeo khẩu trang, và nếu mà những người nào chưa chích ngừa thì nên đi chích ngừa, và những người nào chưa chích cái booster, mũi booster, thì nên đi chích cái mũi booster thôi. Vâng. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi trình bày cái COVID này thì chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị lại là có lẽ là chúng tôi là đầu tiên đã từng nói rằng cái con COVID này là do con người chế biến ra, bởi vì cái corona là cái con vi khuẩn này đó, lúc đầu tiên thì con này nó ở trong môi trường cấm có rồi, chúng con tê hay là con rơi nó có sẵn sàng, nhưng mà nó truyền từ người này ngoài kia rất khó, chỉ trừ phi nào mà chúng ta gắn vào đó, chúng ta gọi là gắn vào cái chân ấy để nó có thể di chuyển vào từ người này người kia được. Và một trong những cái cách gắn ấy, nó có thể gắn cái chân là cái con mà chúng ta gọi là cái con virus gây nên cái bệnh SIDA. Và vì vậy cho nên cái thuốc mà để chữa cái con COVID này, khi mà chúng ta bị bây giờ là Paxlovid, mà quý vị nghe là bán ở trong một số các thuốc Tây đó. Bây giờ các nhà thuốc Tây được phép bán. Vâng. Và cái thuốc này đó, nó là bản rất được cái thuốc này căn bản nó tổng hợp cái thuốc để chữa cái bệnh hoặc là viêm gan hoặc là bệnh SIDA. Cho nên nó phải là cái gốc nó có cái SIDA trong đó thì lúc nó mới chữa bằng cái thuốc Paxlovid này đó. Cho nên do chúng ta phải kết luận lại một lần nữa là do con người đã chế biến ra cái này, và lích hay không chúng ta không biết là lích hay là cố tình. Do đó bây giờ chúng ta đã có cái con COVID này trong cuộc sống này rồi đó, thì tất nhiên là nó sẽ biến thể theo thời gian, theo không gian, theo nơi chốn đó. Thì khi biến thể này đó, thì nó cứ từ từ nó cứ biến hoài, và chúng ta sẽ phải hàng năm
trong tương lai hàng năm chúng ta vẫn phải chủng ngừa giống như chúng ta chích chủng ngừa cúm vậy. Nhưng mà bây giờ thì cái con Covid này sau khi biến thể thành Omicron ấy, thì nó thành ra BA.5 đó, thì cái này đó, nó lây lan rất là nhanh, nhưng mà cái mức độ nó nguy hiểm không có nhiều, cho nên không nguy hiểm. Chúng ta chỉ có 4-5 ngày nhức đầu, có thể ói mửa, có thể cái là chúng ta bị sốt ở kia vân vân, hoặc là ho, thì tất cả những đó sau một thời gian chúng ta đến bác sĩ cho chúng ta những thuốc để là chữa triệu chứng ấy, thì có thể hết, trừ những trường hợp mà chúng ta nghĩ nặng, hoặc là bác sĩ nghĩ là nặng muốn cho chúng ta khỏi đó, thì uống cái thuốc Paxlovid, cái thuốc này thì chúng ta uống nó sẽ có thể nó giảm cái mức độ nguy hiểm của bệnh thôi. Nhưng mà có nhiều người sau khi mà bác sĩ đã cho để mua cái thuốc này rồi, người ta về cất ở nhà chứ người ta cũng không uống, thì rồi cuối cùng mấy ngày sau cũng hết. Đó là cái điểm mà chúng tôi muốn trình bày quý vị, là chúng ta có thể sống chung với lại cái con Covid này, với điều kiện là chúng ta biết cách giữ gìn, là cách ăn uống, và chúng ta cố gắng làm thế nào để có cuộc sống nó vui vẻ, chứ không nên quá sợ hãi như là hồi lúc đầu tiên. Vâng. Trong khi đó thì thưa quý vị, cái kỹ nghệ du lịch bằng hàng không hiện nay đang gặp rất là nhiều cái khó khăn, vì cái vấn đề mùa hè đã tới và các cái chuyến bay thì đã bị hủy bỏ rất là nhiều. Lý do là người ta nói trong cái thời gian bị Covid, các cái hãng hàng không không có đủ sở hữu, cho nên họ cắt giảm đi tất cả nhân viên cũng như những cái dịch vụ. Và khi mà cái vấn đề Covid nó đã bắt đầu nhẹ đi và cái kỹ nghệ du lịch nó đã bắt đầu booming trở lại, thì hiện nay người ta nói là chưa bao giờ mà kỹ nghệ du lịch bằng hàng không, mặc dù nó mắc mỏ nhưng mà nó vẫn rất là bận rộn. Có điều là nó sẽ gặp nó gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Thứ nhất là không có đủ người để mà lái máy bay. Thứ hai, không có đủ những người để mà lo lắng về cái vấn đề vận chuyển hành lý, chất lên máy bay rồi chất xuống để cho chúng ta đứng để chúng ta chờ đợi để lấy hành lý đi về. Và còn nhiều những cái vấn đề khác nữa, kể cả những cái vấn đề những người sửa chữa và maintenance máy bay. Và đó là lý do tại sao mà cái đường lên phi trường mà chúng ta chờ đợi cái đi qua những cái trạm kiểm soát cũng như là đi vào máy bay nó kéo dài, và những cái chuyến máy bay bị trễ nải, quý vị có thể như đến sớm mà ngồi chờ, xong rồi máy bay nó bảo là một tiếng nữa, hai tiếng nữa chúng tôi máy bay, hoặc là tới nơi thì người ta thông báo là cái chuyến bay nó hủy bỏ. Và cái việc mà bị mất hành lý là cái chuyện rất là bình thường, bây giờ rất là khó mà có thể kêu khiếu nại này kia. Thành ra quý vị khi đi du lịch vào mùa hè này mà bằng đường hàng không thì quý vị phải toàn tính và cân nhắc rất là kỹ lưỡng những cái biện pháp đề phòng khi những cái biến chuyển đó xảy ra thôi. Vâng. Và thưa quý vị, khi mà chúng tôi trình bày như thế thì chúng tôi muốn lưu ý các quý vị khi mà sắp sửa trong thời gian tới đó, thì có nhiều quý vị đang tính toán là về Việt Nam, đặc biệt là về Việt Nam để mà vui với bà con họ hàng lúc Tết đó, thì quý vị sắp xếp hàng ghế nhẹ nhẹ. Còn những cái món gì mà quý vị có thể gửi được thì quý vị gửi qua cái công ty dịch vụ gửi về Việt Nam, thì lúc đó nó dễ dàng cho chúng ta, nó được nhẹ trong cái thời gian đi. Và thưa quý vị, chúng ta biết rõ một điều là sau cái thời gian bị Covid ấy, người ta bị ở nhà, không đi dây chuyền nơi này nơi kia, không thăm bà con họ hàng, không đi du lịch nước này nước kia được, bây giờ bắt đầu mở ra rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái kỹ nghệ du lịch bây giờ nó bộc phát, nhưng mà nó bùng phát. Trong khi đó thì những nhân viên phục vụ từ phi công cho tới những người phục vụ ở trên những chuyến bay cho tới những người mà phục vụ ở phi trường ấy, bây giờ nó thiếu rất nhiều. Và chính đó là lý do mà chúng ta sẽ phải tới cái phi trường trước, ít ra chúng ta phải tới cái phi trường 2 tiếng đồng hồ để mà không bị gặp khó khăn. Mà 2 tiếng đồng hồ chờ đợi rồi đó, phút chót thì nhiều khi cái chuyến gọi là bị hủy bỏ rồi. Được, nhiều lắm. Được. Trong khi đó thì tình trạng Covid nó cũng ảnh hưởng rất là nặng nề đối với Trung Quốc, đặc biệt là nền kinh tế Trung Quốc. Hiện nay thì có ít nhất là khoảng hơn 400 những cái địa điểm địa phương ở tại Trung Quốc bị
ảnh hưởng về vấn đề lây nhiễm COVID, chẳng hạn như tại tỉnh Quảng Tây chẳng hạn, thì hôm thứ năm tuần trước con số lây nhiễm từ 25 đã nhảy lên tới 165 trường hợp lây nhiễm, và đây là con số khá cao ở tại những tỉnh như là An Huy hay là Hội An, nhiều nơi người ta sợ rằng có thể chính quyền trung ương cộng sản trung ương của Trung Cộng sẽ ra lệnh lockdown, và khi lockdown như vậy thì nó ảnh hưởng tới cái tình trạng kinh tế hiện nay của Trung Cộng rất nhiều, đặc biệt là trong cái kỹ nghệ địa ốc. Quý vị đã biết là chúng tôi cũng đã trình bày trước đây, có một và hai công ty địa ốc lớn, đặc biệt là cái công ty xây dựng địa ốc Evergrande, thì công ty này đã bị gọi là tuyên bố trong tình trạng khánh trận và chính quyền phải nhảy vào can thiệp. Nhưng mà hiện nay cái mức độ can thiệp của chính quyền Trung Cộng trung ương nó không có bao quát hết tất cả, thì nó xảy ra cái tình trạng là những cái người dân mà họ mua nhà thì mặc dù họ chưa nhận nhà nhưng mà họ vẫn phải đóng cái tiền nhà, tiền gọi là tiền nợ mỗi tháng, để sau khi cái nhà hoàn tất thì họ sẽ lấy nhà, thì bây giờ những người này ngưng không có trả tiền nhà. Và ngược lại, những cái công ty mà xây cất, tại vì quý vị biết ở nước Tàu nó có tới cả ngàn cái công ty xây cất địa ốc, thì có nhiều cái công ty nó bỏ công trình và nó không có hoàn tất, chẳng hạn như nó không có xây dựng hoàn tất cuối cùng để giao nhà cho người ta, thì hiện nay hai tình trạng đó đã xảy ra trong cái nền kinh tế địa ốc của Trung Cộng, và người ta nói rằng có thể sẽ đẩy cái nền địa ốc của Trung Quốc, lĩnh vực địa ốc của Trung Quốc đi vào trong cái việc có thể nói rằng là bị không phải suy thoái nữa, mà có thể nói là hầu như là ảnh hưởng nặng nề đến cái nền kinh tế, có nghĩa là nó sụp đổ một cách bất ngờ thôi. Vâng, có một số vấn đề mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị, vấn đề kinh tế. Cái thứ nhất ấy, là Trung Quốc sau, nếu mà chúng ta nghĩ rằng Trung Quốc tạo cái con Covid này đó, thì rõ ràng là Trung Quốc bị cái hậu quả gọi là gieo gió gặp bão, cho nên trong cái giai đoạn vừa qua và tiếp tục là Trung Quốc vẫn loay hoay để đối phó với con Covid này mà vẫn được đối phó chưa kịp, chưa được nổi. Đó là cái thứ nhất chúng tôi muốn trình bày với quý vị. Cái điểm thứ hai chúng tôi cũng đã trình bày với quý vị và trình bày lại là Trung Quốc trong cái thời gian vừa qua đó, thì cái kỹ nghệ về xây cất ấy, là một trong những cái mũi nhọn của nền kinh tế của Trung Quốc. Ở cái chỗ là nào, là vì khi mà xây cất sẽ gắn liền với lại từ xi măng, gạch, đá, gỗ và những cái nghệ khác gắn liền với xây cất, thì trong cái giai đoạn trước đây đó thì Trung Quốc bắt đầu bùng nổ về cái nghề địa ốc, cho nên rất nhiều những cái công ty xây cất đã mọc như nấm và xây cất các khu vực này khu vực kia. Nhưng mà sau đó, thì cái số xây cất đó nó giống như có thời gian ở Việt Nam ấy, xây cất xong nhưng mà không người ở, thành ra nó thành những thành phố hoang, thành phố bỏ ma. Và khi mà thở thành thành phố ma như thế là số tiền bỏ ra mất một cách vô ích. Bây giờ đó thì nó lại trở tới tình trạng là có một số người đã bỏ tiền để mua trước ấy, cái nhà sẽ được xây cất, nhưng mà sau thời gian nó vẫn chưa thấy được xây cất, hoặc là xây cất chưa xong mà vẫn phải trả đều đều cái nợ, làm sao người ta chịu nổi, người ta được ở, thì cuối cùng người ta bỏ luôn. Và khi người ta bỏ luôn ấy, thì sẽ làm cho cái công ty địa ốc đó coi như cũng khánh thành luôn. Vâng, bây giờ sang tình trạng Việt Nam, thưa quý vị, cũng chẳng có cái gì mà tốt đẹp. Nguồn tin mới nhất của chính quyền cộng sản Việt Nam thú nhận là gần một nửa nông sản ở tại các chợ là đầu mối nhiễm những cái hóa chất độc ở tại thành phố Sài Gòn. Thì quý vị thấy sau gần 50 năm, tức là nửa thế kỷ cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thống nhất và tuyên bố là họ chỉ cần một thời gian ngắn nữa thì trở thành một trong những con rồng tại Á Châu và có thể vượt mặt cả Singapore lẫn Thái Lan. Tuy nhiên, thực tế cho thấy gần một nửa số trái cây
rau cải ở tại các chợ bán ở tại thành phố Sài Gòn được chính phủ, quyền cộng sản kiểm soát cho thấy là có số lượng hóa chất chất độc lên quá cao, mà cái Ủy ban Kiểm soát Bảo vệ An toàn Thực phẩm của thành phố Sài Gòn đã không chối cãi được những cái điều này. Bản tin này đã được ngay cả báo chí của Cộng sản đăng lên, là nói rằng cái kết quả kiểm tra tại ba cái chợ mà cung cấp, chợ sỉ đó, cung cấp rau cải, trái cây cho thành phố là Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức, thì cho thấy rằng cái thuốc bảo vệ thực vật mà dân gian hay gọi là thuốc trừ sâu bọ đó, thưa quý vị, họ sử dụng thuốc, sự lạm dụng cái việc sử dụng thuốc trừ sâu bọ trên tổng số 271 mẫu đất, trên tổng số 570 mẫu đất trồng cho rau cải, trái cây, và tỷ lệ chiếm tới gần 48%. Cái số lượng mà hóa chất này nó đã vượt qua cái mức độ giới hạn mà luật pháp cho phép, và ba cái chợ sỉ này được coi là chiếm một cái tỷ trọng lớn nhất trong cái nguồn cung cấp thực phẩm hàng ngày cho người dân ở thành phố Sài Gòn. Và quý vị biết là thành phố Sài Gòn sau 50 năm dưới chế độ cộng sản, dân số đã tăng lên gấp bội, không phải giống như cái thời trước 75 của chúng ta. Hiện nay là lúc đó thành phố chỉ có vài triệu người, bây giờ thành phố có khoảng 10 triệu người. Thành phố được coi như là một trong những thành phố lớn, như là những cái thành phố ở tại Trung Quốc. Và trong số này, hàng ngàn tấn nông sản đã được chở về chợ mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là gì? Trong những một thời gian ngắn, 5, 10 năm, 20 năm, chỉ cần một hay hai thập niên nữa, thì có thể nói là toàn thể dân chúng Việt Nam sẽ có, trong người sẽ có những cái đầu mối của tất cả những cái bệnh hoạn nặng nề, bệnh cancer vân vân. Và đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy rằng ngay cả chế độ cộng sản, cho dù giấu giếm cách mấy cũng không thể nào che đậy được cái sự bất lực và bất tài vô tướng của cái chế độ được lãnh đạo bởi chủ nghĩa cộng sản thôi. Thưa quý vị, nếu mà chỉ gọi là thuốc trừ sâu quá độ thì cũng còn tạm được đi, mặc dù ăn lâu dài thì dễ bị bệnh như cancer, nhưng ngoài ra còn có những thứ, nó không phải là chỉ có Sài Gòn, nó tất cả mọi nơi người ta dùng những thứ để mà có thể gọi là bảo quản, làm thế nào cho nó giữ lâu không? Nó giữ lâu, nó đẹp nó kia, nhưng mà tất cả những cái này đều là những hóa chất rất độc hại. Cho nên ở Việt Nam chúng ta thấy rằng có những người trồng rau đó thì người ta chỉ ăn những cái rau sâu thôi, còn cái rau mà không sâu có nghĩa là rau đó là rau mà có nguy hiểm, vì có thuốc trừ sâu, sâu nó không ăn. Nên nhá, chỉ có rau nào sâu ăn ấy, thì người ta mới ăn, người ta thấy ok cái rau này. Kính thưa quý vị, chúng ta xin tạm ngưng chương trình nói về vấn đề tại đây, và xin kính chào quý khán thính giả.